Có con chim con bò. Có con chim con bò.
Tôi yêu thương Chúa Giêsu và tôi luôn dẫn ta tới
Jesus.
sống ngoan, ngoan là hiền hòa, là sống thiên tố, là sống nhẹ nhàng, ăn non chiều già, là không trực thể, không có căng thẳng, không hung hăng, ngoan. À, rồi biết có lời thảo hiếu, à, điều đặc biệt mấy vậy? Là heo đê sẽ là yên tất cả
Giô-sê dẫn cả gia đình của mình đi trốn sang Ai Cập để thể hiện một cái tinh thần bảo vệ gia đình của mình trước một cái sự dữ, trước một cái tin hung tin. Ông rồi bảo vệ lắng nghe lời Chúa, rồi là đem đồn nghe báo họ đã đem cho Giê-xu trở về quê ở Israel và nghe xe để có một cái việc lên kế hoạch còn an tâm hơn. Thì này kéo nhau cả về quê chọn cái Nazareth là cái quê nghèo là cái nơi để định cư. Họ thấy hiếm phải đi xe cũng đã lắng nghe và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa ngay từ lúc đó nhận là sứ phận truyền tin cho chiêm ngưỡng, đó chiêm